Trưa 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết hơn 400 hộ dân ở xã Tân Hóa, nơi được vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới, đã bị ngập sau một ngày đêm mưa lớn. Lượng mưa đo được tại hai trạm Hóa Thanh và Hóa Sơn từ 0 giờ ngày 19 đến 5 giờ sáng 20 tháng 9, lần lượt là 633mm và 516mm thuộc khu vực thượng nguồn của huyện. Mưa bắt đầu từ đêm 19 tháng 9 và đến sáng 20 tháng 9, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh chóng, khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, có nơi ngập lên đến hơn 2 mét. Nước lũ đã cô lập một số khu vực trong xã. Lãnh đạo xã Tân Hóa cảnh báo, nếu mưa lớn tiếp tục ở thượng nguồn, mực nước có thể lên đến hơn 3 mét. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 10 giờ sáng nay, hơn 400 nhà dân ở Tân Hóa đã bị ngập. Tuy nhiên, phần lớn trong số hơn 700 hộ dân của xã đã chuẩn bị nhà phao. Trước khi lũ lên, chính quyền đã khuyến cáo người dân chuyển tài sản và lương thực lên nhà phao, nên chưa có thiệt hại về người và tài sản. Tân Hóa nằm giữa những dãy núi đá vôi, là khu vực dễ bị ngập lụt do nước từ thượng nguồn không thoát được. Tháng 10 năm 2023, xã này được Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO vinh danh là làng du lịch tốt nhất thế giới.